Phần thi Best Show nhá, chọn ra chú chó đẹp nhất của các show ngày hôm nay nhá. Tất cả các giống, đây là Bull Terrier, là sườn, con sóc. Giám khảo chấm show này là giám khảo người Australia. Best in show gồm có Corgi, Doberman, Bull Terrier, là sườn, khúc sóc, Labrador. Rồi một dòng chó rất là mới lạ mà mình cũng chưa thể cập nhật được tên. Phần chạy của Corgi. Hàn Quốc. Đây là một thí sinh Hàn Quốc nhé. Ngọc Xèo là một chú chó Doberman rất là đẹp, đại diện của Thái Lan. Đây là thí sinh Thái Lan. Chó Doberman rất là đẹp, tuyệt vời. Tiếp theo là giống chó Bull Terrier. Thể hình rất là cường tráng, dũng mãnh. Một chú chó là sườn rất là đẹp. Hender này là người Thái Lan các bạn nhé. Chú chó cũng là của Thái Lan. Họ rất là nghiên cứu kỹ, là những cái chú chó này rất là ở Việt Nam, một là ít người nuôi, hai là ít những cái chú chó mà có giấy tờ, ít chó đẹp, nên họ hay mang những chú chó lạ sang để thi đấu. Thí sinh đến từ Hàn Quốc nhé, dẫn theo một chú chó Labrador. Thank you.
một thí sinh người Thái Lan. Đây là một cái giống chó cũng khá lạ tại Việt Nam. Chú chó đẹp nhất giải hôm nay Best in Show sẽ là chú chó nào? Thuộc về chú chó Pomeranian của bên đội Thái Lan. Tiếp tục tranh giải nhì River Best in Show. Một chú chó Husky vào thay thế chú chó Pom để tranh tiếp giải nhì. Hander này cũng là người Thái Lan luôn. Giải River Best in Show. Labrador được giải nhì. Một thí sinh Hàn Quốc. Tiếp tục tranh giải 3. Giải 3 Best in Show. Chú là Golden vào để thi tiếp tranh giải 3. Giải 3 Best in Show. Con của Vân. Doberman của đội Thái Lan. Rồi đây là giải Best in Show tranh chú chó đẹp nhất của Dog Show ngày hôm nay. Nhân Tốt TV rất là vui khi được gửi đến anh em những cái thước video này.